Giang mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục chia sẻ cả nhà chiếc Yanmar IM357 nè cả nhà. Ở đây cận quốc lộ 1A nó tiếng hơi nhỏ ha, cả nhà thông cảm cả nhà. Đường cộng em nói là zin đẹp lắm nè. Mình cho cả nhà xem cái máy em nói nha. Em này nó là 4 máy cả nhà. Nó là có 4 cái lớp zin ở cả nhà, để qua bên đây mình cho cả nhà xem 4 cái lớp em nói nha. Lớp trước là 8 trừ 18 cả nhà. Lớp hồng nữa nè, dài nó còn mới nha, mới đẹp lắm cả nhà. Mười ba chấm sáu trừ 26 nha. Đó, cùng sườn em nói đây. Tháo bình bây giờ không có lên số giờ được nha. Đùi sau nó sạch sẽ, được kiểm tra kỹ hết cả nhà. Oh.
Rồi, số điện thoại nằm phần mô tả ha, chi tiết cả nhà cứ gọi trực tiếp qua kho bãi giúp mình cả nhà.